Quốc thì căng lắm. Đép thì bên phía EU có Blood Rite, có một cái Power Shot, đép nhà khá ổn. Và một line up trông tương đối kỳ lạ đến từ các thành viên Elephant. Và đi off lane, một con Bounty Hunter và một con IO thì gần như đây sẽ là một cái lane thoải mái cho SCGC. Bounty Hunter và IO thì hành thế quái cho được một con không giết được Light Sealer, nhưng mà em ơi đấy là chém kiếm tiền. Anh thơ đụ, anh thơ đụ thì khó chịu lắm, chắc chắn là liên tục có những cái phát chém để mà cướp đi cái lượng tiền của Light Sealer thôi. Những con hero tay ngắn mà đi cùng cả Bounty Hunter thì rất là mệt mỏi. Là anh có thể anh đẩy cả Bounty Hunter ta mít luôn ấy, voi sử rít mà gặp Bounty Hunter thì thôi khóc. Farm được con creep nó cướp cho 20 tiền. Bây giờ phải con Bounty Hunter này bây giờ phải gậy xanh, xong rồi thêm talent 20 nữa. Mỗi phát ra ra steal thêm 50 gold, xong rồi có gậy xanh thì tot thì nó sẽ apply cả cái hiệu ứng của Ziaza lên. Ui dồi ôi, xong rồi là còn nảy từ ông này sang ông kia, sướng dã man. Siêu giàu. Tôi đã được xem một trận đấu mà Bounty Hunter offlane xanh gánh cả team rồi. Còn Bounty Hunter có gậy xanh và đồng đội là một con cô tôn. Trong con bát là Bounty Hunter tot 2 lần là thôi anh ta lấy về cho mình 2.000 tiền luôn. Chọn từ người luôn để Blood Rite giải ra. Rất dễ là Pavarazzi sẽ lên bảng đếm số và đó là mạng đầu tiên để cho E-Home. Xử lý tốt để có cho mình một chút lợi thế. Ngay sau khi mà kết thúc được anh chàng Pavarazzi thì support 5 sẽ quay trở lại để bảo vệ anh chàng Lassiler thôi. Một cái lane mà không quá nhiều lượng máu ở trên người của Morphing bị khống chế vào cái đã đi luôn. Dưới này thì Innova đã di chuyển xuống hỗ trợ cho SCC rồi. Nó sắp 5 tay dài sẽ một sự lựa chọn tốt để hỗ trợ cho Lazuler Farm. Trước đến nay ở khu vực Trung Quốc thì những team mà bị để ý quá nhiều thì họ lại không thi đấu chuẩn lắm, không vô địch rồi nhá. Thì kiểu ngày xưa thì Dream Team DK, DK đấy, tội là Farm ở team đấy. Cuối cùng thì họ cũng không vô địch được TI. Nhưng mà đợt đấy cũng bị mấy ông Trung Quốc gọi là vui hạc nhiều quá. Đúng rồi, không cho trên cùng các thứ. Đây rồi, phết Loki được không đây? Còn Stick vẫn là một hit bắn cuối cùng thôi. Một mạng nữa dành cho bên phía E-Home và người ăn được là phết. 2-0 phải cho E-Home rồi, một cái land save tương đối khổ sở cho Pavarazzi. Thôi thì sẽ cố gắng thủ để farm thôi. Lên này thì em nghĩ Morphing người ta phải giữ một lượng máu lớn đấy, 6 lốp máu. Bây giờ chờ đợi cho Red Mana đánh hay đi. Nếu mà bị Sacco bị vẽ vòng của loot thì một con bên sẽ tham minh để sử dụng cái du ngủ để cho Morphing né được cái silence của loot. Được đấy, không khó đâu. Cái thời gian du ngủ của Morphing là nó có cái độ né của nó được, thời gian nó khá nhiều. Đúng rồi, không ít lắm. Né ra kia chắc phải được xem được ban trong vòng, không biết là chắc phải khoảng độ có nửa giây để xuất hiện đấy, chắc chỉ khoảng nửa giây thôi. Nhớ là có một cú mà bên du ngủ né sau đấy quầy quỳ được bên nhiều lắm, anh thấy nhiều lắm rồi, né tàu Unka, né tên lửa của máy bay, né rất nhiều thứ. Clan mid XM cũng đang có lợi thế trước vị trí của Maybe. Anh đang đánh một tay đi mid sẽ là chủ động farm thôi. Xa rồi, XM khống chế lại một cái Arad. Maybe thì cũng không ngại ngần gì lắm. Level 4 mới có thôi. Và cái đổ đá nó sẽ là đủ đam, chơi đi còn đánh xa vẫn tiếp tục dưới này bên. Sắc hồ trượt, thành ra là cái vẽ vòng là không chính xác. Chết hit khéo, kéo ngược lại đàn creep để cho không cho Windranger pull. Với cái lap này thì chắc là ở thời điểm đầu game bên phía Elephant họ sẽ phải chấp nhận nhường nhịn thôi. Có lẽ là sẽ chờ đợi Tiny đi gank. Chứ bây giờ thì không có cách nào mà giết người được. Ở cả hai lane, cả hai cái side lane của họ thì không có cách nào để mà giết người. Bên cả Morphing sẽ là đánh thủ. Dưới cục boss thì IO với cả Bounty Hunter ở thời điểm đầu game chưa có level thì không có đam, không giết được ai cả. Đây sẽ chờ đợi Maybe có level, sau đó là roam gank. Thì bay ra bên phía phần mới có mạng. Ô, cái rune này xịn nha. Ui.
Sao không phải là... À, anh ta chắc là sợ rằng cái con Greenlander sẽ deny. Chứ nếu mà ngủ con Greenlander lại, sau đó ăn Greenlander sẽ là hay hơn. Ý chuyển ra Vít để ăn cho Maybe một quả xoài sắp năm uy tín. Và trên top thì như vậy Babaji sẽ phải đi một mình khá lâu. Và Babaji đang farm rất ổn, 25 clip rồi. Người vô địch thể thức solo của DAC. Thực sự là đi lane anh ta luôn giữ cho mình được một cái lượng farm tốt, 25-26 tối. Mặc dù cái lane nó không hề dễ thở chút nào cho Babaji. Hay không, Tiny thì có lẽ là đợi đến khoảng level 7, level 8 thì mới đi gank. Còn Tiny tầm thủ được hiện tại thì không. Combo vào luôn, lượng sát thương là có bằng XM. Tí nữa thì ngã. Còn một Fairify vẫn sống được. Ngủ đam hay không đây? Đổi ngủ, không ngủ đam. Đổi ngủ để cho Blue đấm vào. Blue đấm sẽ là đau hơn. Và bên vẫn có thể lùi về. Ok, đã sở bay tốt đến từ Remanda để cho Paragy có một khoảng thời gian thoải mái nhất định để farm. Thế là player người Trung Quốc họ suy tính rất nhanh nha. Gần như trong những tình huống đấy họ biết phải xử lý thế nào luôn. Đổi ngủ luôn sao cho Blast Tracker. Chỉ với du ngủ đầu cái thôi, Windranger giải thưởng ngay. 3 T-Hunter, 2 Ziaza rồi. Nó dình dình là chém vào SCC thôi. Đây rồi, có rồi, có rồi. Làm tí tiền là ra kìa. Đang sợ. Bây giờ có cả Greenlander xuất hiện ở đây rồi. Con Bounty Hunter nó chưa tăng cho mình tàng hình đâu. Vào đây, Rune là ở trên top. Red Panda anh ta liên tục được kiểm soát cái mục Blitz này để cho Maybe có thể ăn cho mình Rune. Không được rồi, đây là con Boy Spirit đã có cho mình level 6. Actual Step còn mình về thôi. Dưới bot thì sao, 3 người đang quay vào Giang. Và cũng đã di chuyển đến. Có đủ đam hay không? Sắp đổ từ đây đi. Chắc là thôi. Chạy ở đi đâu được nữa. Chói thẳng vào cây luôn. Bây giờ thì mình hay lên Liquid Media anh em ạ. Xem cái phần update thông tin là team này thay người gì, các thứ là nó hiện ra sẵn ở Liquid. Xem cảm giác là dễ xem. Dễ xem. Thật những cái team tay ở 2, tay ở 3 họ cũng update rất là đầy đủ. Đấy, những cái team như vậy mà thay người thì chắc chắn là báo chí thì sẽ không ai quan tâm. Và bên phía Liquid Media thì họ vẫn cập nhật đầy đủ cho chúng ta biết. Như kiểu cái stack của team của LeBron hình như là cái Tempo đúng không? Tempo. Tempo phát là cũng Tempo Esports thì cũng toàn rồi. Cũng thành bây giờ thành Spider Ping rồi. Lợn nhện rồi. Mất sở tách, mất tổ chức là họ đổi tên luôn thành một cái tên nó hơi phong phanh một tí. Ba không, Astral Step chém lên và bây giờ thì bắt tới được vào hai thành viên của Elephant. Thu củ cho bản thân mình nhưng mà anh ta cũng không giống đầu 4-0 ở trong thành viên đi hôm. Chỉ chờ Maybe đi ganh thôi. Maybe, TB có vẻ là hơi chậm. Cũng không bắt được ai cả. Không sao, tuy là có bị mất một vài kill nhưng mà bên phía của team Elephant họ vẫn đang farm ổn. Chủ động di chuyển ra sau trụ một ở mid để nắm mắt. Đây thì sao, đây rồi, có phải là mạng hay không? Vẫn không được, khi mà XM vẫn có thể lùi về. Còn IO thì nó không hỗ trợ được cái lượng đam dành cho Tiny. IO này là IO support thứ 4, mắc 1-3 thôi, không có đá bi. Maybe thì cũng là rất cố gắng, cả vị trí của Paparazzi nữa, lượng farm của họ đều ổn định. Ô, nhìn lên đồ này, lâu lắm mới thấy một con Muffin lên Linken đầu tiên nhỉ. Thường thì sẽ là Manta, phản nhanh rồi giả silence các thứ. Trận này anh ta lên cho mình Linken à? Chắc là sợ cái Sucker Shot cũng như là cái Rapture còn Blood. Shot tí chết Maybe nha. Đang sờ bốc và đã bị đi máu rồi. Thôi Maybe quyết định farm luôn. Và có thể là sẽ TP về. Chắc là TP về, và đi bộ về thôi. Đi bộ về. Chết luôn. Ui, quên. Cái bản hợp đồng này đáng giá dành cho Ehome đấy. Killing spree rồi. Vâng.
bị ngửi máu và vẫn tham farm bãi rừng, và anh ta ăn một cái power shot full dam. Phết đánh khéo quá nhở. Đây lại là một đạn nữa rồi khi mà anh ta sắc cổ thành công. Team giết được 6 thì Phết có mặt trong 5 mạng, giết 3 và acid 2. Cực kỳ là uy tín đến từ Phết. Lay up của Elephant rất mạnh nhưng mà có vẻ họ đang gặp những cái vấn đề. Đây là một lap có lẽ là cũng đánh về giai đoạn sau của game. Bounty Hunter trông vậy thôi. Đây cũng là hero cần có level rất cao. Tiny Baby từ nãy giờ di chuyển không hiệu quả mấy. TV xuống bot thì đối phương đã mất rồi. Quay ngược ra mid gank và voice with không đủ đam, không rồi lại còn chết nữa. Mà đấy là mới đầu là Tiny còn đang sờ mốc, dính phát shot đầu tiên. Đây anh ta bị ngửi máu, vẫn tham đứng lại farm đã nói dừng thì thôi. Thêm một phát shot thẳng vào mặt nữa. Lì quá không chịu về. Mình phải y hồ mình dẫn cho mình cái 6-0 rồi. Có lẽ là Elephant sẽ tìm cách nào đấy bật lại thôi. Yên tâm, một lúc nào nó cũng là cân thôi. Bình tễ, nói chung là bị dẫn 6-0 nhưng mà Deadwood có dẫn được đâu. Từ phía EU, Deadwood dẫn chưa đến 1k. Thành ra là trận đấu vẫn còn nguyên. Vậy là buồn cho những anh em nào dự đoán 10 mạng hạng mục đầu tiên dành cho Elephant thì có phải là đi toàn. Nói chung em cũng chưa biết trước được bởi vì những cái con hero của Elephant nó rất khó chết. Khó thông rồi. Nói chung là khó. Đổi trụ đến cả hai team rồi. Ở đây thì các em đang cố gắng clear đi những bãi rừng của đối phương. Đứng cạnh cái Vazi để có thể lick cả lượng TP nữa. Cùng team à? Hai ông farm ngay cạnh nhau luôn. Không đả động gì nhau, không harass, không đánh gọi là trao đổi chiêu thức của chút nào. Của ai nhìn thấy farm. Thì cuối cùng với các em thì bảo không được, không được. Không thể được. Quay ra là két của bọn mình luôn. Thì có mắt của Fate cắm ra này. Có hay không? Ôi sắc một đôi và Utia đang đến rồi. Ôi sao? Fate đánh hay thế nhở? Mắt là do anh ta cắm ra. Anh ta có đủ tầm nhìn để có thể sử dụng cho mình một pha sắc của shot hai người. Không sao, tuy chỉ lấy được mạng một con Bounty Hunter thôi. Nhưng thế là quá đẹp rồi. Sắc của shot hai nhưng chỉ giết được một. À, Maybe rình rập gì đây? Đã có con mắt ở trên đồi. Và Fate biết thừa Maybe đứng đây rồi. Và Maybe đã di chuyển kiểu không bắt được ai cả. Tiny Limit gần 12 phút rồi. Giết không, chết một, acid không. Thế nhá. Không mở link mở liểm gì. Farm cũng không phải là quá ao đối phương mà lại còn không đi gank được cái này. Tương đối khó rồi. Một con Morphing có Link the Sphere. Bắt ngay và ôi tót, vẫn tót tại chỗ thế thì hỏng rồi. FY anh em ạ, FY là kém. Thật sự hôm qua xem FY là những tệ thật. Chắc là lấy vợ. Lấy vợ vào xuống tay chăng? Có lẽ là gặp vấn đề gọi là... À không, tôi nhầm, không phải FY kém, sao đi anh em tôi nhầm tôi Maybe. Phải... Maybe. Maybe, Maybe, Maybe đúng rồi. Mình đã bảo là Maybe thì anh kém, FY thì mình thấy đánh bình thường. Maybe cả em Panda thì hôm qua thi đấu không tốt lắm. FY thì vẫn ổn. Nghĩa kể cả cho đến hôm nay thì Maybe cũng chưa thể hiện được nhiều. Đấy, Tiny đã làm được gì đâu. Em Panda về gì đấy, à tốt, và thêm một cái UTA được bắn đến. Chiến tranh tầm xa, không cần động vào cái con bên này thì nó cũng đã chết rồi. Đánh dấu tử à? Giữa ai bị Rapture là đánh dấu tử luôn. XM thì sắp qua danh sách cho mình gậy xanh rồi. Có lẽ là bây giờ được hai mảnh, tầm thời điểm tháng 20 phút thứ 16, 17 ta có gậy xanh. Rất nhiều đàm với các thành viên E-Home nha. Victova thì có thể mình nghĩ là cái việc mà Xova cả FY thi đấu với nhau đã lâu rồi. Xong rồi sau cái cú thất bại ở tại TI thì họ cũng chắc là bắt đầu có sinh bích rồi. Nói chung là chơi lâu với nhau mà không vô địch được là kiểu gì cũng sinh ra chuyện. Thành ra là FY muốn đổi gió chăng? Kiếm cho mình một anh chàng gọi là sắp năm khác, trẻ hơn chăng? Những cái lúc kiểu chơi với nhau nhiều ấy, thật nhau trong có vấn đề team ấy. Nó sẽ có những cái mà lúc đấy mình vì tình thân mình bỏ qua, mình nhịn nhau. Nhưng mà đến lúc mà không vô địch cái hay có chuyện gì xảy ra là những cái chuyện này bắt đầu nó bung dần. Giờ thì về team mới, Xnova cũng đang thi đấu rất tốt ở E-Home.
Nevada đợt ở Sparking Arrow thì đúng như anh em Phạm Minh Long có nói thì đánh dầu đúng, đánh rất là hay. Gần đấy thì tôi nhớ là team Sparking Arrow có cái chiến thuật là Mass sắp 5 và NB carry, Nevada cầm Mass. Thế là quả NB rất là hay, NB chói lại là cái con Mass phi giáo vào là auto có cho mình stun luôn. Khỏe lắm. Nhưng mà ta đã về mất rồi. Dire's middle tower is under attack. 8-0 rồi. Elephant họ phải giết ai đó vừa đó dứt câu một hit chém khi mà đang mắc Gia ra cực kỳ đau. Bây giờ thì sao? Đang bị bắt ngược lại, đang đứng rất chờ có tràn vào hay không đây. Quyết định sủi về nhưng đang bị dính cho mình từ bên rồi. Nhưng Nevada thế này là tự sát bạn ơi. Orphan cũng đã đến, cái lượng đam là không đủ. Bởi vì đã kết thúc đi được cái mạng của con A rồi. Sao đây? Bên phía Eho bọn vẫn muốn đánh. Cái ai này là trượt rồi, về. Về rồi. Giang ơi, được bê khan đến từ FY. Và bây giờ thì Elephant phải lùi về nào. Xem nào, Voice of Spirit anh ta sắp sửa cooldown cho mình Astral Step và anh ta sẽ lùi về thôi. Còn những trao đổi chiêu thức không ai chết đâu. Hai team bị máu thấp rồi. Sao đây, Vayugi vẫn cố gắng với cái combo của mình, lượng đam là không đủ. Và bây giờ Giang đang phải trả giá, anh ta đang thấp máu và lần này đã chết rồi. Nhưng mà Ion không kịp thời sử dụng cho mình cái Rio kết để có thể lùi về. Vâng, có bát khá là đậm máu đến từ cả hai team nhưng chỉ có một con Bounty Hunter phải nằm xuống thôi. Xa để em thấy maybe anh ta hai cú tót đều không tót được cái cương về, làm cho lượng đam nó thiếu đúng không? Đúng rồi, toàn tót tại chỗ thôi. 13 dành cho các thành viên E-Home rồi. Có Blink thì bây giờ thì maybe ganh sẽ là dễ hơn. Ít ra trong cái bát đấy thì anh ta đã lấy được mạng của A rồi. Cái lần combo đầu tiên là chuẩn xác. Đó, dung đủ né dễ mà. Chắc là trong một cái skill né được bây giờ dung đủ dễ nhất rồi. Cái biến hình của con mang cái kinh, cái thời gian được hình như chỉ có 0.10 mấy giây, rất là khó. Gần như là lúc nổ phải mập tham mình phải giết ngay được chủ lên mid rồi. Viện Elephant vẫn chưa có dấu hiệu cặp bách cả Morphic lên thẳng Lincoln Sphere luôn. Khỏe nha, trận này anh lại đang tin về Viện Elephant hơn. Nevada thì sẽ là chết thôi, không sao. Còn support số 5 Widanker game đấu này lên gì nhỉ? Sẽ là Blink trước, Blink và có thể là Metahammer để chơi Widanker đứng chân thôi. Đầy Giang sẽ là chết thôi. Đi vào những dính đớt, thêm cả Astral Remnant không thể nào về được. Vài mạng chết lẻ không ảnh hưởng lắm đến cái cục diện trận đấu của bên phía Elephant. Nó đã ăn được bãi trụ. Shackle nhưng ngay lập tức là phát hiện ra đối phương của Lincoln Sphere rồi. Nhưng Charlie tới thì tôi sủi vậy. Chắc là bất ngờ, không để ý là anh chàng Babaji lên thẳng cho mình của Lincoln. Chúng ta đấy sắc thôi xót vào cái con creep đi thì sẽ là dính được. Radiant Courier has been killed. 12-3 hay 12-2 đấy cho các thành viên về đi hôm. Thế cái lượng pha của Babaji đang rất ấn tượng. Cái đi ổn luôn đúng không? Mày bị 7 gã tư tiền nhưng mà trông cảm giác anh đang có một cái giày với cả cái Blink trông hơi nghèo. Em biết là có lẽ đang chuẩn bị lên đồ gì. Eco sắp có Eco Summer rồi. Tiny Dimit thì vui đồ nó khá là sách cả khoa thôi. Berlin, Eco Summer, sau đó là BKB, gậy xanh, Dialus. Vậy thôi, không khác được. Trông bị dẫn 10 kill nhưng mà bên phía Elephant thì họ vẫn ổn. Với việc là có Bounty Hunter ở trong team thì chỉ cần một con bắt chiến thắng thôi. Với những cái check kill ở bên phía phần họ sẽ dẫn Ignova xong rồi. Đúng biệt. Hút ngay. Từ từ. Đúng rồi. Ô chặt đầu luôn. Vẫn dành cho các thành viên. Ngày là phần cũng tràn vào đến tôi nói Merit. Và anh ta sai lần giết chết đi. Morphing thành công. Ai đi lao vào đổ đá tót một đối phương lên có chắc vào rồi. Thì lần này Moi Squid lành ít dữ nhiều. Lẽ là thôi thì là chết nhưng phía sau thì XM di chuyển tới tan cực kỳ đau tạm biệt Bounty Hunter. Hơi ham vui quá đến từ Morphing.
anh ta wave form vào để hỗ trợ đồng đội giết cái mạng của A thì ăn ngay cái ulti của A, thành ra không đổi máu được. Thì lúc đấy cả Void Spirit cũng như là Vinanger đã xuất hiện. Và đây là một con Void Spirit lên thẳng gậy xanh, thành ra là có Silent thì Morphin không lùi về được. Thật ra phát đấy Morphin cũng đã wave form lên rồi, muốn lùi về thì chỉ còn cách là biến thành Void Spirit thôi, dùng cái độ thổ. Nhưng mà hai lần Silent là thừa đủ. Là một con Morphin thì dính ulti A không đổi máu được. Đang muốn ganh. Khó chịu đấy. Void Spirit lên thẳng gậy xanh. Xong rồi bát sẽ cực kỳ và khó chịu. Giang đang cố gắng có cho mình cái mata rồi. Còn Bounty Hunter offlane, network cũng không quá tệ. Đang đứng lên farm hơi nhiều chả. Không phải thôi, bởi vì offlane mà. Nhưng support thì mới đi scout. Còn Bounty Hunter đánh offlane thì cũng cần có đồ. Ra em nghĩ là cũng tiết kiệm lượng tài nguyên khi mà trong rừng thì đã nhường lại hai co rồi. Và giảm mít. Cái khu vực mít này là cái khu vực khó farm, khu vực nguy hiểm. Khu vực nào nguy hiểm thì sẽ để cho Bounty Hunter anh ta đứng farm. Ba, mà cái trích lệch network nó còn lại rất thấp thôi, cân bằng hoàn toàn đến từ cả hai team. Và XM sẽ là key player để có thể kết thúc bóng phích. Ăn Roshan vào thời điểm này á, có đề xô rồi thì phải, đã có đề xô. Nhưng mà ăn vẫn là rất chậm đâu, đối phương còn phát hiện ra. Thực ra thì combat các thành viên 4M lại không khỏe bằng với phía Yhome. Yhome có rất nhiều skill dạng AOE để có thể chơi combat, có Shaco. Vâng, như là, không đủ SCC mà. Là dùng Open Gun sớm. Anh ta phải để cho người khác phá cái Linken đi. Phá cái Linken đô san là Open Gun vào để rút máu lại. Nhưng tự nhiên lại SCC lại sử dụng cái Open Gun để phá Linken. Thế thôi, không hồi lại được máu, phải lùi về thôi. Sớm mốc 3 này. Lần này Tiny đã có Echo Saber nha. Những cái mục tiêu như kiểu là Winranger với cả A là chết luôn. Một phát là đi luôn. Nào Aya, ui đang vòng đẹp này, một cú vòng sau rất đẹp với tất cả Baby và Giang. Và họ phát hiện ra phết, chúng tạm biệt phết luôn. Ở phía sau thì đó là mạng SCC khi mà lao vào kết thúc được B, Ice Blast bắn ra. Trúng rồi, nhưng bây giờ thì làm gì được đây, giết được vào vị trí của Giang rồi. IO trong tay FY, tập cancel TP, vẫn đó là mạng này cho các thành viên phía Yhome. À, vẫn cực kỳ là nhiều impact. Tuy là trước anh ta chết đấy, trước khi chết anh ta đã kịp thời bắn ulti vào người của Babaji rồi. Và khiến cho Babaji anh ta phải lùi về phần của team Ehome. Mất hai support sớm với việc Winner bay bắt ra. Cũng như là cái lượng dam đang là khá ổn định với Vajingler. Cả Void Spirit thì họ vẫn là người thắng combat thôi. Ăn được Roshan, để con Roshan đầu tiên trận đấu mới chỉ có trong Aegis. Nhưng mà cảm giác là cái Aegis này sẽ mất luôn này. Không, Baby anh ta lựa chọn mục tiêu khác và người ta không đủ khi ném cây trượt. Nếu Baby mà ném cây trúng thì chắc là giết được rồi đấy. Ôi Baby ơi. Nếu mà chọn cho mình một con Light Sealer thì sao nhở? Sẽ lấy đi luôn cái Aegis thì nó cũng hay mà. Nhưng anh ta lại muốn giết vào người của Winranger. Cũng được thôi, nếu mà thành công. Bởi vì Winranger cái mạng đấy sẽ là cái mạng dieback và sẽ lên bảng rất lâu. Nhưng mà cái lượng dam tính toán lại là không đủ. Đáng tiếc thay, Maybe có một pha combo siêu lệch. Một cái cây cuối cùng nó lại đi trượt. Một người chơi gần như là top 1 khu vực Trung Quốc bây giờ. Một người chơi đi mid rất ổn định. Anh em nếu mà đánh rank ở cái rank cao cao thì sẽ biết là khi mà phải gặp một con Tiny Core thì Winner support thường sẽ lên cho mình một cái Meteor để tăng cái lượng máu lên. Thì Tiny combo sẽ không chết. Nhưng trận này thì anh chàng phết thì đánh có vẻ là đồng đội hơn, lên hẳn cái pai luôn, không phải là bên mỗi cái Meteor để tự hỗ trợ cho bản thân nữa mà lên hẳn một cái pai để hỗ trợ cho cả đồng đội nữa. Và lên cho mình cả Blink từ Winranger. Trận đấu này sẽ đánh theo cái kiểu là khó chịu rồi và đẩy trụ đến từ cái thực viên bên phía Elephant. Có lẽ là cái tốc độ đẩy trụ nó sẽ là siêu cấp khi vừa có Morphing vừa có IO. Đó là kịp hay không đây, khi mà chỉ còn 2 giây Morphing sẽ về. Không về rồi, một mình IO đi thôi. Top dành cho các thành viên của team Void. Chú Void. Elephant thì tiếng Anh là gì em ạ?
voi ạ. À? À, là voi ạ. À? Voi mà. Voi mà. Thế được cái nhỉ? Cái tổ chức này là voi này là em biết là gì về cái tổ chức này không? Cái bên mà bỏ tiền ra để làm voi. Anh biết rồi là voi nhưng mà họ là làm về cái gì ấy? Em cũng không rõ nữa. Bởi vì là đầu tiên là 4AM là người đứng nhãn. 4AM thì là PUBG, PUBG Mobile rất nhiều. 4AM là một tổ chức khá là mạnh mẽ trong PUBG à? Mobile, chuyên eSport ấy. Elephant thì em không nhớ rõ. Elephant cũng có nghe qua một chút. Mà phải nói là không để ý. Đang sờ mốc nhưng mà có lẽ là bên phía của Elephant họ biết rồi. Đi về rất nhanh. Chưa biết thế nào, trận đấu nó vẫn cân đôi. Nhìn Kin thì trông có vẻ lệch nhưng mà Network thì cân đét. Thậm chí là Elephant còn đang dẫn một chút này. Gap của họ thì về lên game, cái tiềm năng cũng là cực kỳ lớn. Nhưng mà có cho mình một con Morphing. Chủ động đến từ Aeon và đang có Aegis trên người của SCC. Rất tự tin với việc là có Deso thì ăn được cái trụ sẽ là rất nhanh. Maybe đang chủ động chơi lên cho mình cái Silver Edge rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Wow, hello anh em. Vừa xoay đúng không? Ui, khổ quá. Bên mình hôm nay thì câu chuyện là như này. Hôm qua thì mất tính mạng. Quay trở lại trận đấu thôi. Còn bắt đã, rồi chúng ta sẽ chia sẻ sau. Từ bên phía Eho với cái Aegis họ đang cực kỳ tự tin. Cứ tràn lên và lấy cho mình cái deck này mà thôi. Sorry anh em. Công ty mình thì mạng nó đang có vấn đề. Đang phải sửa lại, khổ thế. Có muốn đâu. Anh em F5 lại cái nhá. Anh em nào mà còn đang ở lại với kênh F5 lại cái là xem ok rồi. Còn anh em nào đi ra thì bây giờ quay vào luôn. Khổ quá. Đang có tí tuyên truyền và bây giờ mình di chuyển ra một combo chết ngay với chịu AA rồi. Nhưng đó chỉ là một con support thôi. Tiếp tục vòng sau từ XM tới gậy sai của anh ta sai lần nhiều người quá mà chém chuyện vào vị trí Eros rồi. Du ngủ lại Eros để có thể cover. Nhưng bây giờ thì chạy đi đâu đây? Red Panda sẽ đem số thôi. Thậm chí là cả Babaji luôn đang bị silent. Anh ta ăn Rapture rồi hóa form mình lên và bấm cho mình cái TP. Cái bóng này chỉ chút nữa thì thêm số với TP đó. Nhưng bây giờ thì maybe không đủ lượng sát thương lao vào đối phương. SCC chẳng hề ngại ngần chơi tiếp luôn hiệp 2. Vẫn đang bị check rồi. SCC cũng cấp máu và sẽ là sủi về thôi. Đây phần họ đánh kiểu gì nhỉ? Người lên người về không hiểu kiểu gì. Vâng, khi mà cả team đang tràn lên để comeback để đánh ngược lại thì carry chính của họ là Morphing thì đã quyết định là waveform và sủi về. Mà carry chính là sủi về thì lấy đâu ra đam? Vâng, đang thi đấu cực kỳ là lạ đến từ cái team Elephant này. Tôi không hiểu kiểu gì. Maybe ơi, lao lên đây có khi lại là chết này. Nhưng mà không, anh ta đang dồn đam được người của Chalice. Cái lượng đam là không đủ rồi. Và Giang, người bạn Giang phải làm lại đây khi mà Maybe đã quyết định Berlin sủi về. Vâng, thi đấu rất là rời rạc. Chú công an ơi, 25-7 China Last Hope. Trông giống đầu hôm anh ạ. Đánh mạnh lừa thế nhở? Mạnh như thế. Team toàn này sinh ra để lừa anh em rồi, lừa bách thủ rồi. Chứ team này đánh cái gì? Đâu, ai là người cô team ở cái Elephant đây, ở cái team Elephant đây. Em quay nên là người côn team. Còn Red Panda thì hơi yếu để có thể côn được Maybe với cả Babaji. Đồng đội thì buyback ra đánh. Babaji thì waveform về. Đúng. Nhìn xem các thành viên bên phía Elhom cực kỳ là thấp máu. Nhưng mà bên phía Elephant lại thiếu đi cái lượng sát thương chính của mình là con Morphing. Thế là thôi, Elhom không ai chết. Lùi về thành công. Network thì không lệch nhiều đâu. Nhưng mà cái thế trận và cái cách combat của Elephant đang là cực kỳ tệ. Elhom thì luôn luôn là những người chủ động hơn với việc là liên tục sử dụng smoke. Họ lại bắt đầu di chuyển ra khu vực bounty rồi. Smoke ra bounty ganh và họ đang tìm thấy hai người đó là Morphing cũng như là một con IO. Ai Vlad bắn tới rồi nhưng bây giờ thì team của Morphing tiếp tục silent.
này thì Lincoln Spear một di chuyển vào ăn ngay một cái chói, tiếp tục là có pass đúng không mình. Đóng bóng cổ rất kịp thời từ Red Panda, Parazzi lùi về thành công, nhưng Red Panda thì số xấu rồi, không thể về được. Và đó là hai người nằm lại nhưng họ vẫn kết thúc đi được cái mạng của một con AA. Bây giờ thì Young chắc là thôi. Bóc lốp, giết được AA thì cũng phải trả giá thôi. 1-3 khi mà bên phía EU họ là người chủ động hơn. Họ kết thúc ngay lập tức vị trí của FY. Còn IO bị dính ulti của AA thì gần như là vô tác dụng, không hồi được máu. XM lên cho mình cái gì đây? Xong kiếm tại ương à? Kai'Sa and Sange sẽ có cho mình status resistance, nhưng mà được tăng cả lượng đam phép lên. Hay đấy. Chết rồi anh ạ. Dota ở khu vực nào cũng thế thôi anh ạ. Mấy thằng trẻ con lại đang cưỡi đầu mấy ông già. Thì mày em hôm thì cũng không phải là trẻ con lắm. Anh ơi, XM 99, còn mấy ông kia toàn 95. SCC SCC thì hơi gà. Trẻ con với anh thì cũng phải là 2000. Tầm Tommy, tầm Úc Bịp Tommy thì mới là trẻ con với anh. Phải là cái lứa 2000, 2001, 2002. 99 bây giờ với anh cũng là già. Vẫn là già. Vâng, và bây giờ 28-8 rồi. 8k nên chơi lên thì cho các thầy hình hồn. Số comeback của em là cũng không phải là không có ấy. Rất khó dành cho họ trong cái trận đấu này. Đối phương dẫn 10k net chain, Parazzi thì vẫn đang có một lượng farm ổn. Bằng một cách nào đấy nhá, Parazzi lúc nào cũng không bao giờ thọt. À, móc lốp được cái con A này. Bây giờ về được không? Ui. Không, đây là lỗi này là lỗi của Fate. Nó không bắn tay hit vào người của Tiny. Anh ta chỉ sử dụng sắc hồ nhưng mà không dính vào cây. Tăng hình nào. Nhưng mà kéo về thế này thì thôi là chết rồi baby ơi. Có cho mình cái gì mới, tại sao không sử dụng thế này thôi. Vâng, XM thì có lấy cho mình cái chu sai của cái Remnant đâu. Móc được con AA tưởng hay, cuối cùng chết ngay hai ông. Clip và beat đang tràn vào. Và bên phía của team Ehome họ sẽ lấy lốt cái Rain Barrack ở mid và sau đó di chuyển lên top hoặc là bot thì tùy ý thôi. Khi mà cái trụ ngoài cả top lẫn bot thì đều không còn nữa, quyết định là di chuyển đến top rồi. SCC một con Light Sealer đang cực kỳ tăng, đã có AC, có cho mình cả bố bát rồi. Và nhìn tôi bút kìa, bằng lao vào chiến tranh rồi. Và bây giờ chết ngay chứ Red Panda. Phía sau thì ai đây? Giang lao vào cản nhưng cái lượng sát thương của Giang thì không hề có. Bây giờ cần phải làm morphing và Barazzi cần phải tỏa sáng. Nhưng mà tỏa sáng làm sao được giữa bốn người đối phương đây? Bỏ không tỏa sáng gì tầm này nữa rồi. Tầm này là chờ game mới. Một trận đấu mà hình như là bên phía phần họ bị lấn lướt hoàn toàn. Sao đây, sắc cô là không chính xác nhưng Giang đã kịp sử dụng cho mình cái tàng hình. Đấy, anh từ từ nhá, trận này chiến được đấy. Không chiến được. Thôi, có phịch 18k tiền chiến được. Chiến cái gì? Giang lại bị bắn hút đây tốt vào đây rồi, nhưng họ vẫn đang hại cái thế lực vòng sau đó. Killing spree này cho morphing. Từ nãy giờ chỉ khai thác được thôi vị trí của A thôi. Từ nãy giờ chỉ giết thằng A. Đúng rồi. Không giết ai khác, cứ giết X-Nova. Này, đội bạn có về không? Đánh chết dọc đường bây giờ đây. Và morphing IO di chuyển về luôn. Cứ A mà dã, cứ giết X-Nova rồi. Nhưng mà giết một con sắp có số 5 thì nghe chừng là hơi khó để thắng game nhỉ. Chiến đấy anh. Baby đang di chuyển, thấy rất nhiều người này. Thôi hết cho mình cái siêu hết rồi. Sủi nhanh baby ơi. Chết bây giờ chứ lại. Từ nãy giờ 10 mạng, anh bấm con A rồi nó chết bao nhiêu ạ? Ôi bố phần A còn chết được nhiều bên đấy nhở. Xin lỗi bạn A, hình như là tôi đã hơi đánh giá kém cái sức mạnh chết của anh chàng Red Panda. Red Panda chết 14 mạng. Vâng, ăn được 10 mạng thì giết sắp con đam của đối phương 8 mạng. Thôi cũng được. Vâng. Red Panda thì chết hẳn 14 mạng. Xin chào bên này. Còn bên này nó gãy. Gãy gập luôn đấy, Red Panda. Tôi cũng không hiểu. Đầu tiên em cũng nghĩ là Red Panda sẽ đánh được bằng có những tình huống hay. Mà không hiểu sao anh em chửi nhiều thế mà bấm vào KDA trông chết 14 mạng. Có lẽ là trận mình cũng chả để ý. Cũng đến có một vài mạng là survey thì là chuẩn. Nhưng mà 14 liền thì... 14 liền có vẻ hơi nhiều. Trở thành thực phẩm rồi, thực phẩm chức năng của những thực viên Eho. Nó chỉ lao vào là chén thôi.
mỗi tội bây giờ Elephant tôi lại bảo giết được 10 mạng, trong đấy khoảng 5 mạng co đi thì còn được, làm khoảng 8 mạng à. No hope à, co đội bạn thì chắc là có người vẫn còn trinh. Đây rồi, 8-0, ông này cũng 8-0 luôn, hai số đẹp, 8-2, ông này 6-0 ạ, ui ôi. Duy nhất hai người chết, đấy là support số 5 và support số 4, còn lại 3 vị trí của Ehome thì không ai chết cả. Bất tử, cả trận đấu này rồi, không chết đâu, và rồi, và SCC, lượng sát thương đang là có, nhưng SCC vẫn đang trúng chiếc đường, và anh ta mất cái mình tập kia exist rồi. Phút cho mình cả EB, những lượng sát thương rồi, và vẫn là đam phép đến từ XM, và Baby lên bảng lên số, mình không chết lại vị trí 3-3 là gì, chiến rồi, hiệp 2 không, quay trở lại đây, Yang đang vẫy gọi những phía sau thì bên, ôi dồi ôi, ở đâu ra, Red Panda vẫn support 5 vòng sau, bắt vào đối phương, bắt vào vòng và chết luôn. Tớ tưởng lúc rồi, cái thấy lực nào đấy, tay đi cái thứ vòng sau, không, sắp 5 vòng sau và chết luôn rồi. Bây giờ thì là Yang, vâng, Yang lao vào đối phương, có cái gì thế này, Yang thì tách làm sao được, và đây, ôi trời ơi, một con A chết đến mạng thứ 8, không chết mạng thứ 9 luôn, nó bắn xong iBlast rồi. Bây giờ thì dí vào FY, chui ngay lập tức vào trong clip đến từ ôi, Red Panda, bạn ơi, Red Panda, ui, lại vòng sau đấy. Còn Red Panda liên tục có những tình huống vòng sau rất hay. Bây giờ thì IO bay mạnh ra để có thể gọng bờ cho Babazi, nhưng mà anh ta đã bị đấm bởi 4 người, đổ đá là thành công, Babazi không có dấu hiệu quay lại. Đang phải xử rồi, nhưng vẫn đẩy được một Adaptive Squad kết thúc với mạng Green Ranger. Bây giờ tình huống 3-3, nhưng đối phương cũng phải bắt sang người thứ tư rồi. Bây giờ thì đó là Baby, nối dây như Baby đi, tại sao cứ là Babazi, Babazi có lưu được đám đâu. Cứu Baby, vâng, Baby chết ở đây rồi, Baby ơi, chạy đi đâu đây. Baba gì thì không kịp đổi máu, nhưng mà FY cứ nối dây, bây giờ thì FY... Ôi, thì Baby, Baba gì phải chạy đi để cái đoạn dây nó xa hơn chứ. Đổi máu, ô, vâng, đổi lại máu, ăn bát, và bây giờ thì bị khống chế, bị silent, đổi máu. EB rồi, Yang chết, bây giờ thì Yang lao ra chết thay. Sẽ là mạng của Yang phải nằm xuống thôi, chạy đi đâu đây, đi học gót lại cho XM. Vâng, nhà chính, nhà đánh chính vỡ phải đánh nhau quá, nhà chính vỡ rồi anh em ạ. Và đó là chiến thắng dành cho Team Home ở trong trận đấu đầu tiên. Thế trận quá áp đảo, Elephant họ đã cố gắng hết sức rồi, đánh được đến phút thứ 37 là giỏi lắm rồi. Và trông có vẻ là combat no hope quá, gần như là chấp một người.